Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, với sự đồng hành của nước từ trường Hoàng Nguyên Cô Rô. Trạng sáng nay, 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Nga hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc hơn 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6. Trong chuyến thăm thứ năm tới Việt Nam này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao của Nga có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa khác, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt-Nga. Hai bên sẽ trao đổi về tình hình mỗi nước, đánh giá về tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề cùng quan tâm như duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết tranh chấp, lành mạnh hóa và thực hiện các khuôn khổ quan trọng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cũng như phương hướng thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt trong thời gian sắp tới. Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Đại Lộc Land có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm 4 người, gồm Phạm Đắc Toàn sinh năm 1979, trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Lộc Land, Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 1991, trú tại xã Thống Nhất, huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, tổng giám đốc công ty, Vũ Thị Hoài Thương, sinh năm 1989, trú tại xã Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, kế toán và Nguyễn Thị Bích Hồng, sinh năm 1994, trú tại xã Thống Nhất, huyện Buôn Hồ, kế toán trưởng. Theo Công an thành phố Hà Nội, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, số điện thoại 0902138358, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Từ sáng nay 20 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC đã ngừng phát số thứ tự mua vàng miếng và chuyển sang đăng ký mua vàng trực tuyến. Giá vàng chính thức là giá được SCC niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng. Tuy nhiên, hiện tại, việc đăng ký mua vàng online và nhận vàng mới chỉ áp dụng tại trụ sở chính SCC tại số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến thời điểm này, cả năm đơn vị triển khai bán vàng miếng SCC gồm 4 ngân hàng thương mại Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank và công ty SCC đều đã triển khai đăng ký mua vàng online nhằm giảm tình trạng xếp hàng, chen lấn tại điểm bán. Hiện, giá vàng miếng SCC được giao dịch ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào, 76,98 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định so với những ngày trước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 và 21 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực vùng núi, Trung Du Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 22 đến 23 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng giảm dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo, khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khoảng 65-75% và mạnh lên thành bão khoảng 20-30%. Ở khu vực Nam Bộ, trong ngày 20 và 21 tháng 6, Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Từ ngày 21 tháng 6, mưa tăng lên ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Quý vị đang nghe bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Nhiệt độ ở miền Bắc Ấn Độ đã tăng vọt lên gần 50 độ C, tạo thành một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận.
số ngày nắng nóng được ghi nhận ở vùng Tây Bắc và Đông Ấn Độ nhiều hơn gấp đôi so với thường lệ trong mùa này. Chim từ trên trời rơi xuống do nắng nóng quá mức. Các bệnh viện cho biết rất nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều đạt đỉnh trong những tuần gần đây, kể từ đầu mùa hè vào tháng 3. Trước tình hình đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu các cơ quan liên quan cần phải chú ý ngay lập tức đến bệnh nhân. Trong khi đó, các bệnh viện ở thủ đô New Delhi đang đối mặt tình trạng thiếu nước và nhận được chỉ đạo bổ sung giường bệnh để tiếp nhận thêm bệnh nhân. Một quan chức của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong được xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 6. Trả lời phỏng vấn với kênh tin tức BBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 được Washington chuyển đến Kiev sẽ đồn trú trên lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thỏa thuận an ninh song phương 10 năm vào tuần trước. Theo đó, Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố sau khi thỏa thuận được ký kết rằng Mỹ đã hứa cung cấp cho Ukraine không chỉ vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không Patriot, mà còn cả phi đội máy bay chiến đấu bao gồm F-16 cũng như các máy bay khác. Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine tới 60 máy bay phản lực F-16 vào cuối năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 phút ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Cảm ơn đơn vị đồng hành nước từ trường Hoàng Nguyên Coro đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.